Tử vi tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, nữ mạng, năm 2022, vận may liên tiếp ồn ồn kéo tới, giàu như vũ bão. Hoan hỉ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, vận mệnh của mỗi chúng ta đôi khi do chính chúng ta tạo nên. Do chưa có đủ kiến thức lãnh hội nên đôi khi chúng ta hay đổ lỗi cho số phận, cho ông trời, để rồi lại tự chuốc lấy phiền muộn vào người. Quý vị thân mến, năm 2021 có lẽ là một năm không mấy tốt đẹp đối với những người tuổi Kỷ Dậu nữ mạng. Vậy thì trong năm 2022, họ có được thay đổi theo chiều hướng tích cực hay không? Hãy cùng với Phong thủy Gia Cát xem tử vi cho tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 nữ mạng trong năm 2022 nhâm dần để có thể biết rõ hơn về điều này. Phần luận giải vận mệnh tử vi cho tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 trong năm 2022 sẽ giúp cho quý vị nắm bắt được vận hạn tốt xấu, những điều khó khăn và thuận lợi của mình. Xem tử vi cho tuổi Kỷ Dậu trong năm 2022 nhâm dần sẽ giúp cho bạn biết được những sự kiện quan trọng về công danh sự nghiệp cũng như tình duyên gia đạo trong năm 2022 có những thay đổi gì và từ đó có thể chủ động hơn trong những quyết định làm ăn trong các mối quan hệ xã hội. Và đặc biệt là khi nắm rõ được vận mệnh của mình trong năm 2022 nhâm dần thì quý vị sẽ biết được hướng đi cho mình như thế nào là đúng đắn nhất để có thể thâu thu may mắn và tài lộc. Trong phần luận giải về tử vi năm 2022 nhâm dần cho người tuổi Kỷ Dậu nữ mạng, thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt cũng sẽ đưa ra những phương pháp hóa giải về lá số tử vi cho quý vị tuổi Kỷ Dậu nữ mạng. Và sau đây thì xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi phần luận giải chi tiết. Tử vi tuổi Kỷ Dậu năm 2022 nữ mạng, sinh năm 1969, tuổi âm lịch 54 tuổi, sao chiếu mệnh thủy diệu, vừa hung vừa cát. Mệnh đại trạch thổ, thổ sinh kim, tốt. Địa chi tuổi, tuổi Dậu bình hòa với tuổi Dần. Thiên can tuổi, kỷ, bình hòa nhâm. Trong năm 2022, nữ Kỷ Dậu sẽ gặp hạn sao thủy diệu và hạn tán tận, khiến cho sự nghiệp công danh tiền bạc, sức khỏe và gia đạo phải chịu nhiều tác động. Để biết được diễn biến tử vi của nữ mạng này, mời quý bạn theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Tổng quan tử vi tuổi Kỷ Dậu năm 2022 nữ mạng. Nữ Kỷ Dậu sinh năm 1969, thuộc mệnh thổ, đại trạch thổ, tức đất nền nhà. Trong cung phi bát trạch, nữ mạng có cung mệnh là khôn, thuộc tây tứ mệnh. Nữ Kỷ Dậu sẽ bước sang tuổi 54, tính cả tuổi mụ trong năm 2022. Dựa vào mối quan hệ giữa thiên can, địa chi và ngũ hành nạp âm của năm nhâm dần với năm tuổi của đương số là năm Kỷ Dậu, ta có thể suy đoán được vận mệnh của nữ mạng sẽ diễn biến theo chiều hướng nào. Theo ngũ hành, mệnh của nam Kỷ Dậu là đại trạch thổ, sẽ có quan hệ tương sinh với ngũ hành nạp âm của năm nhâm dần là kim bạch kim, tức vàng pha bạc. Xét theo thiên can, kỷ bình hòa với nhâm, xét theo địa chi tuổi, tuổi Dậu bình hòa với tuổi Dần. Tử vi trong năm 2022 của nữ Kỷ Dậu nhìn chung khá tốt, nhờ sự nhanh nhẹn, thông minh và bản lĩnh trên thương trường, bản mệnh có thể dễ dàng làm giàu. Tuy nữ mạng sẽ gặp một số vận hạn, nhưng chỉ cần có một ý chí vững vàng thì cuộc sống vẫn sẽ bình an, tiền bạc dư giả. Vậy nên để tăng cường thêm tài lộc, quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế. Đây chính là pháp khí chuyên hóa giải vận hạn thái tuế của năm. Mặt trước của kim bài có in hình quan hành khiển thái tuế của năm là hạ ngạc đại tướng quân, mặt sau là lệnh phù thái tuế. Mang theo kim bài thái tuế bên mình để được quý thần che chở độ mạng, giúp cho vận trình năm được hanh thông, may mắn. Luận giải tử vi năm 2022 tuổi Kỷ Dậu trên các phương diện. Chi tiết về vận trình tử vi năm 2022 của nữ Kỷ Dậu trên các phương diện, công danh, sự nghiệp, tình duyên, tài lộc và sức khỏe. Công việc sự nghiệp. Sự nghiệp của nữ Kỷ Dậu diễn ra khá thuận lợi, suôn sẻ. Trong năm 2022, bản mệnh sẽ nhận được nhiều cơ hội lớn, nhận được quý nhân phù trợ, giúp cho công việc ngày càng trở nên thuận buồm, xuôi gió. Tuy nhiên, nữ mạng phải biết nắm bắt và tận dụng tốt thời cơ của mình, đồng thời toàn tâm toàn ý thực hiện nó thì mới có thể đạt được thành công như mong muốn. Nhờ sự nhạy bén, thông minh, bản mệnh làm việc gì cũng suôn sẻ, nhưng điều đó cũng khiến cho nữ mạng đôi lúc sinh ra chủ quan, tự cao. Do đó, tuổi Kỷ Dậu cần phải giữ thái độ khiêm tốn hơn và biết lắng nghe những góp ý từ những người xung quanh. Ngoài ra, trong mối quan hệ với đồng nghiệp, bản mệnh
cũng nên thận trọng trong cách ứng xử để tránh vướng vào những chuyện thị phi xích mích không đáng có. Đồng thời, phải nâng cao cảnh giác đối với những kẻ tiểu nhân có ý đồ xấu xa. Tình duyên. Chuyện tình cảm trong năm này của nữ Kỷ Dậu đều xoay quanh gia đình và con cái. Gia đạo đôi khi sẽ xảy ra một vài biến cố xáo trộn, khiến cho mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình ngày càng trở nên xa cách. Một lời khuyên dành cho nữ Kỷ Dậu, bản mệnh không nên quá cứng nhắc, lạnh lùng với người thân trong nhà. Thay vào đó, hãy chủ động hơn trong giao tiếp, đồng thời dành nhiều thời gian để chăm sóc cho gia đình và hâm nóng tình cảm vợ chồng. Như vậy, tình cảm giữa các thành viên trong gia đình sẽ ngày càng trở nên khăng khít. Tài lộc. Tử vi dự báo tài lộc trong năm 2022 của nữ Kỷ Dậu khá tốt. Những người đi làm ăn xa sẽ ngày càng thu được nhiều lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, nữ mạng cũng phải đối mặt với nguy cơ hao tài do ảnh hưởng của hạn toán tận mang lại. Do đó, nếu hợp tác làm ăn thì cần phải thận trọng, tránh những cuộc đầu tư mạo hiểm có nguy cơ thua lỗ. Ngoài ra, bản mệnh cũng không nên quá tin tưởng vào người khác kẻo bị lợi dụng. Bên cạnh đó, để hóa giải những kẻ tiểu nhân hãm hại làm thất thoát tài lộc và để tăng cường tài lộc và phúc đức, quý gia chủ tuổi Kỷ Dậu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây chính là pháp khí của nhà Phật, sử dụng lục tự đại minh chú và thần chú bát nhã tâm kinh để tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, tăng cường tài lộc và sự nghiệp cho gia chủ. Sức khỏe. Sức khỏe của nữ Kỷ Dậu trong thời gian này không gặp vấn đề gì đáng lo ngại, nhưng vẫn có thể mắc phải những bệnh nhẹ như cảm mạo, trúng gió. Nhưng dù là bệnh nhẹ hay nặng thì bản mệnh cũng không nên chủ quan và phải chữa trị kịp thời. Vì đã có tuổi, nữ Kỷ Dậu cần phải thường xuyên rèn luyện sức khỏe, có chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lý, không nên quá tham công tiếc việc dẫn đến đổ bệnh lúc nào không hay. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng cần phải chú ý đến vấn đề đi lại, đề phòng những tai ương bất ngờ có thể xảy ra. Xem sao hạn của tuổi Kỷ Dậu nữ mạng trong năm 2022. Dưới đây là những sao hạn ảnh hưởng đến tử vi của nữ Kỷ Dậu trong năm Nhâm Dần 2022. Sao chiếu mệnh. Năm 54 tuổi, nữ Kỷ Dậu sẽ gặp được sao Thủy Diệu, một trong những sao lưỡng tính, vừa hung vừa cát thuộc hệ thống cửu diệu của niên hạn. Vì đây là một sao chủ về tài lộc và hỷ sự, nên người được nó chiếu mệnh sẽ nhận được nhiều may mắn bất ngờ trong công việc, đường công danh, sự nghiệp ngày càng rộng mở. Đặc biệt, người đi làm ăn xa được sao Thủy Diệu chiếu mệnh sẽ mang được nhiều tài lộc về nhà. Trong năm này, gia đình của bản mệnh cũng sẽ nhận được tin vui, đó có thể là chuyện cưới xin hoặc là đón nhận một sinh linh chào đời. Tuy nhiên, Thủy Diệu cũng sẽ mang đến một số bất lợi đối với nữ Kỷ Dậu. Năm 2022, mệnh chủ có thể xảy ra một số mâu thuẫn tranh chấp, vướng phải thị phi, ảnh hưởng đến danh tiếng của bản thân và gia đình. Trong việc xuất hành, bản mệnh cũng không được may mắn khi đi qua sông, qua đò. Đặc biệt, Thủy Diệu kỵ nhất là vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch, do đó bản mệnh cần phải cẩn thận hơn trong thời gian này. Tuy vậy, nữ Kỷ Dậu cũng không nên quá lo lắng vì bản chất của Thủy Diệu vốn không phải là một hung tinh. Nếu không yên tâm, mệnh chủ có thể làm lễ cúng sao giải hạn để cầu mong một năm an lành và may mắn. Hạn tuổi. Trong năm 2022, nữ Kỷ Dậu sẽ gặp phải hạn toán tận chủ về tiền bạc. Do đó, trong thời gian này, nữ mạng nên hạn chế mang theo nhiều tài sản. Đây không phải là thời điểm thích hợp để khai thác lâm sản hay hùm hạp, làm ăn chung với người khác vì bản mệnh có thể xảy ra những chuyện bất trắc, mâu thuẫn. Ngoài ra, người gặp phải hạn toán tận cũng dễ mắc các chứng bệnh như cảm mạo, trúng gió. Tuy chỉ là bệnh nhẹ, mau khỏi, nhưng mệnh chủ cũng không nên quá chủ quan. Hóa giải sao hạn. Để hóa giải vận hạn, nữ Kỷ Dậu cần phải lưu ý những điều sau. Thứ nhất, khi đi ra đường, nữ mạng cần phải hạn chế mang theo quá nhiều tài sản quý giá trên người. Điều này sẽ giúp cho bản mệnh tránh được nguy cơ bị cướp giật, xảy ra xô xát trên đường. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của Thủy Diệu tinh, nữ Kỷ Dậu cũng không nên đi qua đò, qua sông. Thứ hai, bản mệnh nên hạn chế hùn hạp góp vốn làm ăn kinh doanh. Khi hợp tác với ai cũng cần phải đề phòng, không nên quá tin tưởng vào người khác, đồng thời phải chủ động tính toán những rủi ro có thể xảy ra. Để đề phòng tai bay vạ gió, nữ Kỷ Dậu cần phải cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, tránh xa những cuộc tranh chấp cãi vã không cần thiết. Hãy nhớ rằng, một điều nhịn, chín điều lành. Nữ Kỷ Dậu không nên sử dụng rượu bia và các chất kích thích khác khi tham gia giao thông. Trong lao động,
cần phải mặc đồ bảo hộ và cẩn thận với những tai họa bất ngờ có thể xảy ra. Để tăng cường sức khỏe và hóa giải những vận hạn do sao xấu mang lại, quý gia chủ tuổi Kỷ Dậu hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân, sẽ chiêu mời quý thần tương trợ giúp đỡ, làm cho mọi việc được hanh thông thuận lợi, hòa hợp vợ chồng, hòa hợp gia đạo, cũng như trong các mối quan hệ trong công việc, từ đó công việc hanh thông thuận lợi, tiền bạc ùn ùn kéo về. Luận tử vi tuổi Kỷ Dậu năm 2022 nữ mạng theo tháng. Theo tử vi trọn đời, vận trình tử vi trong năm 2022 của nữ Kỷ Dậu sẽ có nhiều khởi sắc. Cụ thể, diễn biến tử vi từng tháng trong năm 2022 diễn ra như sau. Tháng 1, nữ Kỷ Dậu nhận được nhiều may mắn trong cuộc sống, dù gặp phải chuyện khó khăn nhưng sẽ có người giúp đỡ. Tháng 2, gia đình xảy ra một số chuyện lục đục xích mích cần phải bình tĩnh giải quyết. Tháng 3, thời gian này bản mệnh sẽ có cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân, cần phải biết chủ động nắm bắt. Tháng 4, áp lực từ công việc khiến cho nữ mạng cảm thấy mệt mỏi, sức khỏe suy giảm. Tháng 5, tháng này nên thận trọng với những cuộc đầu tư mạo hiểm, đồng thời hạn chế đi qua đường thủy. Tháng 6, tài lộc dồi dào, người đi làm ăn xa thu được nhiều thành công rực rỡ. Tháng 7, sức khỏe có dấu hiệu suy giảm nên giảm bớt gánh nặng công việc và dành nhiều thời gian để chăm sóc bản thân. Tháng 8, công việc gặp phải một số khó khăn nhưng nữ Kỷ Dậu không nên nản lòng thoái chí, chỉ cần vượt qua giai đoạn này, vận trình sẽ có dấu hiệu khởi sắc. Tháng 9, tháng này nhận được nhiều tin vui, gia đạo êm ấm, sự nghiệp suôn sẻ. Tháng 10, quan hệ với đồng nghiệp không tốt đẹp, có thể xảy ra mâu thuẫn cãi vã, bản mệnh nên biết cách giải quyết khôn khéo, tránh làm mất lòng nhau. Tháng 11, tiền bạc dư giả nhưng cũng cần sống tiết kiệm hơn, tránh tiêu xài hoang phí. Tháng 12, mọi chuyện đều suôn sẻ thuận lợi trong thời gian này. Một số biến cố có thể xảy đến nhưng bản mệnh vẫn phải tự tay giải quyết ổn thỏa. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi vừa mới cung cấp sẽ giúp ích với quý bạn. Chúc quý bạn có một ngày tốt lành. Trong năm 2022, nữ Kỷ Dậu sẽ gặp sao hạn Thủy Diệu và hạn Tán Tận, khiến cho sự nghiệp công danh, tiền bạc, sức khỏe và gia đạo phải chịu nhiều tác động. Thưa quý vị, trong năm 2022 thì nữ Kỷ Dậu sẽ gặp sao Thủy Diệu và hạn Tán Tận, khiến cho sự nghiệp công danh, tiền bạc, sức khỏe và gia đạo phải chịu nhiều tác động đáng kể. Hy vọng rằng những thông tin mà chúng tôi vừa mới cung cấp đều sẽ có ích đối với tất cả quý bạn và chúc quý bạn có một ngày tốt lành nhé!